con có biết trang điểm đâu, đi ra ngoài tiệm cho người ta làm. Có gì đâu, có tôi làm cũng được mà. Sao không ra ngoài trang điểm cho nó đẹp con? Bữa nay là tiệc quan trọng đó. Với lại con có biết trang điểm là gì đâu. Chuyện nhỏ với con Thỏ, cứ để con làm cho. Đợi con một chút. Bây giờ bắt đầu trang điểm nha. Kẻ lông mày thì dùng cây bút kẻ. Tiếp theo đó là chặt một góc 35 độ. Phần giữa lông mày và mắt thì dùng phấn màu đánh lên. Đánh càng đậm thì càng đẹp. Càng đậm thì càng đẹp nè. Tiếp theo là tạo đường cho sống mũi cao hơn. Cao hơn, cao hơn. Xong chưa con? Đợi con chút, sắp xong rồi. Nhanh lên mọi người chờ nè. Con xong rồi, đi thôi ba mẹ. Trời ơi! Có việc gì đấy bà chủ? Đấy, đứng im để em chụp phần cho. Tôi đã học cách trang điểm thay sách. Chị, mấy đứa mình em còn dữ với chị. Rất rõ nét. Bữa nào kiếm lại cho anh coi nha. Em cho anh coi luôn. Từ nhỏ lớn nó là vậy rồi đó. Rồi sao? Tôi là tự tin vậy đó. Con thiệt. Ủa, ôi chào chị. Dạ chào anh. Dạ. Ủa chị, sao chị ngồi đây mình dễ dễ tôi đâu? Dạ em ngồi đây đợi chị lên phòng lấy thiệp đi đám cưới. À đi đám. Đi đám cưới. Dạ. Hèn chi. Ăn mặc đẹp quá trời đất ạ. Dạ anh quá khen. Ông tôi nói thiệt á, chị ăn mặc gì á, đẹp nè, trẻ ra hơn 10 tuổi luôn á. Anh nói quá. Thiệt mà. Dạ. Ủa ông mới về hả? Ờ à. Nè bà, tôi gửi bà đi giùm tôi nha. Dạ. Nói là tôi có công chuyện cho tôi không có tới đám cưới được ha. Dạ. Nè tôi nói chị không tin phải không? Dạ. Nè chị nhìn thử về vợ tôi với chị đi, hai người đi chung á, ta tưởng bà này là chị hai chị á. Ý anh nói quá. Thôi tôi lên lầu. Không ngờ chồng chị dẻo miệng quá. Tôi nghe mà tôi mắc cỡ chết luôn vậy. Ừ, ổng dẻo miệng lắm. Khen bà mà bán đứng vợ cũng như không à. Tôi đứng nghe gió lạnh đến từng cơn. Sao sớm quá em. Gì? Qua làm gì? Tự nhiên sờ báo là sao vậy? Nè, tôi đói bụng lắm rồi đấy nghe. Nấu cơm cho tôi chưa? Nè. Hử? Ông khen bà cái bạn tôi đẹp á, thì ông qua nhà bà đi, bà nấu cơm cho ông ăn. Ủa gì kỳ vậy trời? Ông khen bà bạn tôi đẹp á, thì ông cứ khen đi. Mắc mới gì ông kéo tôi ông sỉ nhục chứ chứ. À, quê phải không? Sĩ diện phải không? Mà tôi nói thiệt cho bà, tôi thương bà lắm á. Tôi mới stop phân nửa lại, tôi nói thêm là bà chết á. Tôi dí bà, dí má của bà là bà chết luôn đó. Ông nói gì? Ý vậy? Trời đất ơi, tôi nói thiệt không? Nè. Sao? Không phải tôi khen tôi ha. Tôi ha mà sửa soạn tôi trang điểm tôi mặc quần áo bốc lửa lên á, tôi trẻ hơn bà mấy chục tuổi luôn á. Oh, tự tin quá, bà có phép màu à. Phụ nữ khi mà ta muốn là ta có thể trẻ mấy chục tuổi á. Thôi đi bà ơi, bà nhìn kỹ là cái thân hình mình đi, cái thân hình mà thịt kho tàu của bà đó, bà tưởng tượng ghê gớm quá à. Tôi nói rồi nghe, ông đừng có coi thường tôi nghe, một ngày đó ông sẽ hú hồn gì tôi á. Tôi hú hồn nghe bây giờ rồi. Tôi vợ hạnh phúc ha. Tôi thích ba mẹ vậy nè, lúc nào cũng có nụ cười vậy hết. Cái gì mà đùi vợ hạnh phúc? Thấy không, cái mặt này mà cười đó hả? Cái một mà nó cười, còn một mà này quê, ông đang cười nhạo mẹ đó. Đang quê kìa. Ủa mà sao tự nhiên chọc cho mẹ quê tội nghiệp này vậy? Không chọc cho được. Nè, ông cười được con ơi. Bà, mẹ con nói đó, là mẹ con có thể trẻ là mấy chục tuổi con chịu nổi không? Nói đâu, đó con cười. Giỡn hoài.
Thí dụ mà có diện lên chút thì chừng 3-4 tuổi thôi chứ mấy chục là hơi huốc à. Thôi lứa thì lứa. Được rồi, hai người cứ cười tôi đi. Rồi mấy người mà lấy tâm mà chống mắt lên coi. Một ngày nào đó tôi đẹp nữ hoàng đó. À, được mấy chục tuổi á. À, được rồi, hai cha con tôi lui ra để cái thế giới ảo này bà tự sống ra đi. Cứ ảo tự đi, mơ đi em, mơ không tốn tiền. Em đi nghe chị bé Năm. Em bé Năm ơi, ông đi. Chạy. Cười nhỏ tôi đi. Hoàng Anh ơi, mẹ vô được không con? Dạ, mẹ vô đi mẹ. À, có gì vậy mẹ? Có gì con cứ tự nhiên trang điểm đi, đừng để ý tới mẹ hết. Dạ. Có gì vậy mẹ? Không có chuyện gì mẹ, con cứ làm đi, đừng để ý gì tới mẹ hết, đứng mẹ coi gì thôi à. Mẹ có chuyện gì mẹ nói con nghe đi mẹ. Không, không có chuyện gì hết. Nói nghe nè. Dạ. Cái mà con quớt vô con thật. Con mắt á, là gì vậy? Dạ. Cái này á mẹ. À, à mắt camera. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Con làm mặt xong á, con cho mẹ mượn nguyên cái bộ này nha. Có cái cà rá cho mẹ. Mẹ mất cà rá chứ phải cà rá. Mẹ muốn mượn đúng không? À, nè mẹ cầm đi. Dạ. Ủa mà có gì không mẹ? Cho người ta khỏi coi thường mẹ. Không có làm đồ hả? Để cho mẹ mượn. Cảm ơn nha. Dạ. Ba chị đang khám bệnh hả em? Dạ. Chắc ba chị vui lắm hả? Lâu lâu mới có bệnh nhân mà. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy đó chị. Thôi em làm việc đi. Bái tinh. Bái tinh. Chào cô cho tôi gặp bác sĩ Nghĩa. Dạ, mời anh vào trong. Dạ, bệnh nhân mới hả? Dạ không, người giao gọi cuốn thôi à chị. Gọi cuốn? Dạ. Mẹ ơi, có bánh quế nè mẹ ơi. Ừ. Trời, sao bữa nay tự nhiên không kêu nghe nó kỳ kỳ ha. Là mẹ bà. Ôi thần linh ơi. Ôi thánh thần thiên địa ơi. Ai bắt bánh mông kem trên mặt mẹ vậy? Ủa nội ơi, như nội tẩy tế bào chết hay bị lố phải không? Cái môi nội bị tét rồi kìa. Nói gì? Mẹ ơi con đói bụng quá. Ăn gì con? Ủa đây. Con no rồi mẹ. Con chào cả nhà. Con chào bà. Con về nhá. Dạ con chào cả nhà. Chào bé yêu. Chào con. Dạ hai con. Ba nè. Ba. Ơi đưa vậy. Ông xã. Ba. Trời ơi ba ông ba ơi ba. Đi. Kéo nội đi liền, kéo nội đi liền. Trời ơi mẹ ơi, mẹ thấy hậu quả chưa mẹ? Kéo nội đi liền đi. Trời ơi con lên phòng đây. Đi lên phòng đi con. Cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy?
Ý mà bỏ chạy tán loạn hết trơn vậy trời ơi. Nhà này sao vậy? Dung, em vô đây chị nhờ chút xíu nha. Dạ chị. Em à, hôm nay chị không có về nhà ăn cơm, chị ăn ở đây. Dạ vậy em kêu cơm gà cho chị nha. Không không, chị không ăn cơm gà. À, cơm bò. Không, chị không ăn cơm bò. À, vậy chị muốn gỏi cuốn. Hả? Chị muốn ăn gỏi cuốn. Dạ, được. À, nhưng mà à, chỗ hồi sáng nha em. Chỗ hồi sáng đó. Em nói chỗ đó ngon mà đúng không? À dạ. Tương dạ. Ở đó chấm vừa miệng ha. Dạ dạ đúng rồi chị. Nhớ nha. Chỗ hồi sáng, chỗ khác không có ngon bằng. Dạ. Nè, có hai vợ chồng mà. Làm gì vậy? Có hai vợ chồng mà, sao không dòm thẳng nói chuyện mà làm gì vậy? Trời đất ơi. Mày thấy chị đẹp không? Tới bây giờ á, bà mới chịu gỡ cái mặt nạ ra để cho người khác người ta đỡ diêm mắt người ta không bà? Thì ai biểu ông chê tôi già chi? Giờ tôi trang điểm cho đẹp nè. Mà đẹp không? Đẹp chứ ớt. Nè, mà ông có công nhận là tôi trẻ hơn hồi xưa không? Trẻ cái gì? Biết vậy, ăn cơm trưa ở phòng khám cho nó lành. Vậy đi ăn cơm nè. Không được, tôi phải tự giải phóng cho mình thôi. Đáng đời. Đi á. Đi không phải che. Tí không giờ ngó té đáng chịu. Ghét. Tôi ra gọi cuốn. Dạ, anh mang vô phòng bác sĩ Hoàng Anh giúp em nha. Phòng này nè. Vô đi. Tôi ra gọi cuốn. Hồi nãy tôi vội quá, tôi quên mang nước chấm. Có gì để tôi chạy về rồi tôi kêu nhân viên ra cho cô nha. Cô sắp về chưa? Dạ, hôm nay con trực mà. Trực à? Dạ. Cô giúp giùm tôi. Kêu giùm tôi phần cơm tối nha. Dạ. Ủa chú ơi. Sao chú không về nhà ăn cơm mà kêu cơm tối đi chiều? Dạ, tôi đang có quái vật. Tôi cũng thích về. Thà tôi ở đây sướng hơn. Kêu giùm tôi đi. Dạ, dạ. Ông xã. Trời ơi. Trời ơi, sao tôi tới lại về ở là không về mà bà còn tới đây làm gì nữa? Ông xã ơi, ông xã. Làm gì? Cho em mớ tiệm đi siêu thị đi ông xã. Ôi,
cho em mớ tiền đi. Thôi mà. Ôi mà, cho em đi tiền đi siêu thị mà. Tiền đi siêu thị phải không? Ừ. Rồi, có liền. Nè. Sao không đưa cái mặt ở đây? Cảm ơn nha. Ừ. Rồi đi đi. Trời ơi là trời. Tôi ở đây nha. Trời tôi cắt phần cơm tối tôi đi nha. Trời, không ăn cơm tối tôi còn khỏe. Dạ. Cái gì mà thấy tôi cụm cụm tỉm hoài vậy? Tôi nói cho mấy người biết nha. Chắc ngày thường á tôi không có make up. Mấy người thấy tôi quê mùa, mấy người có thường tôi chứ gì. Hôm nay tôi lồng lộn luôn. Tôi make up kiểu phong cách. Mấy người hú hồn chưa? Cười cái gì mà cười? Bây giờ tôi đi ra đường nè, cho mọi người nhìn ngắm sắc đẹp tôi nè. Còn trẻ mà không có mắt thẩm mỹ gì hết. Đi siêu thị chơi. Em ơi, tính tiền. Tiền mà tính tiền cứ cười cười cười. Trời đất ơi, vô trong đó còn bụng mỉ cười nữa kìa. Mấy con người này không có mắt thẩm mỹ gì trơn trọi à. Làm như ghen ăn tức ở hay sao á. Bộ nào giờ chưa thấy người đẹp hả? She's back. The doll. The devil. Annabelle. Ủa, mấy đứa đang coi gì vậy? Dạ, đang coi phim kinh dị. Tụi con làm gì mà la bài hải vậy? Mẹ mà. Cái mặt mẹ sợ thiệt luôn á. Trời mẹ ơi. Mẹ buông cái mặt giùm con đi mẹ. Nhìn thấy ghê lắm mẹ. Đẹp mà. Đẹp cái gì mà đẹp? Mẹ mà để cái mặt này ra đường làm sao tụi con dám nhìn bà con hàng xóm hả mẹ? Đúng rồi đó nội. Con nói thiệt với mẹ luôn á, cái này mà chỉ cần để hai cái đèn cày lên là cái mặt mẹ thành cái bánh kem sinh nhật rồi. Đúng rồi nội ơi, nội trở lại làm nội của con đi mà. Nội làm ơn bôi cái lớp đó đi nội. Bôi mẹ. Bà bé Năm bình thường đâu rồi? Đúng bà bé Năm mẹ. Đâu? Nội của con bà đâu? Bình thường mẹ. Bà bé Năm nội trợ đâu rồi? Bà bé Năm ăn nhiều đâu rồi? Bôi mặt đi bà bé Năm. Bôi liền đi mẹ ơi. Cái này là búp bê Nhật Bản. Bà bé Năm ơi. Gì vậy trời? Sao những người đàn ông trong cái ngôi nhà này không có con mắt nhìn phụ nữ gì hết vậy? Sao ai thấy tôi cũng xà lánh hết vậy? Tôi muốn làm đẹp mà. Sao kỳ vậy? Em à, em về chưa? Anh à, em chuẩn bị về. Anh à, em chuẩn bị về. Ủa, em chưa về hả? Dạ, em chuẩn bị về nè chị. À. Sao chị chưa về nữa? Chị... em về trước đi, chút nữa chị về sau. Có dạ. Việc chút xíu. Dạ. À, em... em có số điện thoại của gọi cuốn đúng không? Cho chị xin đi. Dạ có gì không chị? Kêu ăn mà, ăn tối. Ủa hồi trưa chị mới ăn rồi mà chị không ngán sao? Ngán chứ, nhưng mà giờ suy nghĩ cũng không biết ăn cái gì nữa. Thôi ăn gọi cuốn luôn. À, em có cái chỗ này bán đồ ăn ngon lắm, để em gọi cho chị nha. Không. Chị muốn ăn gọi cuốn. Dạ. Công trình mấy tiếng đồng hồ làm cái mặt đẹp quá trời đẹp à. Đi ra đường ai cũng giờ cũng cười, coi như là mình người ngoài hành tinh quái thú vậy. Đúng là công cùng đẳng cấp mà, khó nói chuyện lắm. Thank you.
cô hả? À, để đâu đây? Vợ ơi! Vợ à! Em nè, em nè! Trời đất ơi! Mua gỏi cuốn luôn! Nè, biết tôi thích ăn gỏi cuốn một qua đúng luôn. Trời ơi! Hửi một cái là chịu không nổi rồi. Thôi, phải ăn thôi. Cô, gửi tiền. Hả? Gửi tiền. Đi, 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 đi vô trong ăn. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh.